Na dann, Salat. Jetzt Miso-Soße auch sehr gut. Das war gut. Có thể ăn bà cô chú? Dạ hỏi. Có thể dòng tay lại ăn bà cô chú? Dòng tay lại con. Có thể dòng tay lại. Con dòng tay lại chứ. Có thể dòng tay lại. Giỏi, có thể ăn bà cô chú ha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn gà bó xôi nè ông bà cô chú ơi. Đây. Làm 4 cái đùi gà nhưng mà nấu miếng xôi á chỉ đủ bó 3 cái thôi cho nên thành ra còn một cái là trời ơi Khoai Tây ơi là Khoai Tây. Rồi ăn chung với lại nước sốt nè, nước sốt xì dầu. Và đây là nước canh nấu cho Khoai Tây. Dầu. Dầu. Chờ má một xíu gà. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Khoai Tây ăn bà cô chú. Giờ má Khoai Tây giả tỏi. Rồi cho thêm miếng xì dầu. Ít nước mắm. Ít bột ớt. Đường. Thịt gà sau mà khi mà khứa đồ rồi á, mình đổ cái hỗn hợp vô để mình ướp. Trộn đều lên cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó ngấm gia vị ha. Đây nếp mát Khoai Tây đã ngâm được 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ là mình sẽ bỏ. Đây mình sẽ đem đi hấp. Đây. Ok. Đây. Bắt nước lên. Bỏ lên hấp ha. Sau khi mình ướp xong rồi mình để cho nó nghỉ ngơi và bây giờ mình bỏ vô mình chiên. Son nồi này xài đã lắm mọi người ơi, nó bắt lửa rất là nhanh, rất là mau nóng này, mà nó nấu chút là nó sôi, thấy không, lên chút là nó ấy rồi, do cái đế của nó bằng á, thành ra cho nên là mau bắt lửa lắm, nhanh nóng bắt lửa. Cho một ít xì dầu. Cho vô một ít tương ớt. Thêm một ít nước. Cho một xíu đường. Đây, mình sẽ để cho nó sôi một chút rồi nó keo lại thành nước sốt ha. Đây,
giờ mình nướng thêm một lần nữa, 20 phút nữa. Cho lên 45 độ, 20 phút. Công nhận nấu vài lần má khoai tây thấy là cái lò này nó nhiệt độ như vậy nè, nó mạnh hơn mấy cái lò kia á. Còn nồi xôi của mình là kiểm tra thấy coi nấu khoảng tới 30 phút thôi. Đây, thêm 10 phút nữa. Ok, bây giờ nó sôi như là được rồi, mình tắt bếp, đổ ra chén làm nước sốt nè. Sau khi mình bỏ nước cốt dừa với lại cho một ít bột nghệ vô, bắt đầu mình trộn đều lên. Coi sao đây, vàng đều luôn ha, 140 độ thôi mà hả, nó cũng vàng đều hết rồi á. Vậy tính ra là cái lò này là nó rửa mạnh. Để có 140 độ mà nó cũng vàng ươm hết trơn rồi ha. Mắt khoai tây lật ém lại để cho đó. Mắt khoai tây không có thích lót là như vậy, lót cái xong cái nó không có được được giòn con gà, thích giòn giòn, thích dai dai giòn giòn. Ai thôi mình lật ngược lại, mình cho nướng thêm xíu cho nó vàng đều luôn ha. Đây xôi chín rồi, mình sẽ tắt bếp ha. Đây lấy ra. Đây gà cũng hả vàng ươm luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ bó gà lại ha. Đây là bột chiên giòn của Đức. Muốn mà mua bột chiên giòn của Việt Nam là phải đi ra chợ châu Á mà xa quá. Cho nên là lúc nào mình cũng tạm thời mình xài quá. Phải rửa chỗ này ông ta. Trời ơi, người ta có cái lỗ này gỡ. Mình sẽ đổ xuống đây. Đây là một viên giòn của Đức. Chiên nha. Hôm nay gia đình khoai tây ăn gà bó xôi. Đây. Cái phần chiên ở trên nè, nó giòn. Còn hai bên hông á, dầu nó không có cao bằng, nó không có giòn hai bên hông, nhưng mà hai mặt được chiên thì nó giòn. Làm bốn cái gà, bốn cái đùi gà,
nhưng mà hả nấu ít sôi quá cho nên thành ra là bó được có ba cái, cho nên còn một cái nó còn trống nè. Đây. Cho con. Đúng rồi, cho con đưa đưa này cho má ha ha. Ok ta ta ha. This is inner meat chicken shinken. One thousand does miss a sticky rice. Das Ding super lange gedauert. Ja. Nói cái gì hả? Sao con? Du kannst nicht so sehen in deiner Schale nehmen und dann mach Schale. Messer und Gabel brauche ich noch. Doch. Messer und Gabel. Also wie so. Ja. Okay. Oh, cái tay. Nè, con uống uống thử miếng canh nè. À, canh. Ich habe sehr viel Brot gegessen. Warum so einen kleinen Teller? So ist das. Nein. Nein. Soll ich nicht so? Xin mời cả nhà con ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Má khoai tây không nên quên, ba khoai tây lại nhắc. Super salzig, oder? Nein. Ừ, rất là ngon luôn á. Cho con cái gà này ngon lắm khoai tây à. Xem quýt hả? Ngon, ngon lắm mọi người ơi. Nước sốt này cũng ngon. Đi chè salad nha. Chè bát tôi biết super. Đây là món hoàn toàn mới luôn á, má khoai tây mới học ở trên mạng để làm nè. Nó là cái gà không lối thoát rồi, nó lâu lắm rồi ha, cách đây mấy năm rồi. Má khoai tây không có phải là người giỏi nấu nước. Cho nên hôm nay mới làm thử lần đầu tiên. Thật ra luôn là mình tối giờ mình không ăn thì là thiếu sót. Ngon. Mẹ nấu canh cho con ngon quá trời luôn. Một con nữa ăn.
Dạo này thôi để khoai tây tự làm gì làm, nếu không khoai tây tự ăn. Gefüllt mit, was war das nochmal? Bacon oder? Okay, die sind noch nicht genug. Was sagst du? Ja, nur Panade ist ja, macht ja jeder. Kentucky Fried Chicken, Panade. Yeah. Aber das ist ja ein gefüllt. Da drin ist ja noch was, ne? Das ist, was ist das? Da drin, ne? Hast du eben gesagt. Okay, diese Banane Schenken habe ich mit Sojasauce, Knoblauch, ein bisschen Fischsoße, aber ohne Fischsoße kein Problem, ne? Ohne und ein bisschen Zucker und dann gewürzt, mariniert. Ja. Yeah. Hat ich eingelegt. Sehr einfach, aber sehr gut. Und diese Soße ist sehr gut. Mache ich auch bei dieser Sojasauce. Mit ein bisschen Zucker und Chili-Sauce. Chili-Sauce. Super großes Stück. Kartoffeln kann doch essen. Wundervoll, war super groß. Ja. Mệt chơi. Bây giờ ăn thử thấy không? Mệt chơi. Chơi. Trời ơi thiệt sự luôn này. As much. How are you teaching for this you khó ha? Banane super dick. Mà rất là ngon. Ngon lâu lắm rồi mẹ ơi. Đúng là ngon lắm. Ngon lắm. Đi về dậy vào. Und dieses Stück Reis habe ich mit Kokosnussmilch gekocht. Bự quá hát xí ra. Bự quá. Má má làm nhỏ cho con. Cô Tây thích ăn xôi. Cô chúng cô Tây thích ăn xôi. Xôi đúng không? Sốt xôi. Xôi. Yeah, sticky rice sắc vị xôi. Xôi hả? Ở bên ngoài giòn, ở bên trong mềm. Không ngờ là cái món này nó ngon như vậy luôn ạ.
Ăn đây con. Nếu mà đi cho essen. Dạ. Nói đây phải sweet nicht dafür was. Soi nè, soi. Dafür warst du teuer. Soi. Ja. Ich lieber selber. Soi. Bạn có khoai tây không chịu ăn nữa không? Soi. Con ăn đi, xôi của con á. Cảm ơn ăn đấy nha. Rồi đâm, xôi lết. It's miso sauce auch sehr gut. Super gut. Heute Abend noch die Lebkuchen. Die Schokolade tauchen, die Schokolade schmelzen. Ja. Aber das geht relativ schnell. Mấy giờ có thể ăn hơn nhiều xôi nha. Xôi. Cho con. Nó bớt nhẹ ăn. Gà nó nướng cũng ngon lắm, khoai tây à. Khoai tây cũng ăn gà bó xôi như ai, phải không khoai tây? Thông báo cho ông bà cô chú một tin vui á, là về Dưỡng Úc đã mua vé máy bay rồi, mua được vé máy bay về Việt Nam ăn Tết đợt này chung với là gia đình khoai tây. Gia đình lại sum họp. Chị có không? Chị có gì thật á? Rồi thật không về được. Tại vì thật là sinh viên mới á, mà Tết á là mùa thi ở bên này, cho nên không có về được. Ngon nó già ở ngoài giòn nè, ở trong mềm mại ngon. Vì sao cũng giống như gia đình khoai tây là về được 3 tuần, mà vì sao thì về sau gia đình khoai tây 1 ngày rồi thì ở Sài Gòn, rồi sau đó bắt xe buýt tới bên xe giường nằm á, về quê ăn Tết. Đây nè cho con. Ăn đi con. Đút cho má. Không đút em. Chứ con muốn đút cho ai? Hả? Cảm ơn khoai tây. Trong khi đó là Dược Úc sẽ về 5 tuần. Ăn đây nè. À, đây mới lấy cho con nè. Người Việt Nam, Việt Nam gì? Đây nè, cái này cho con ăn. Đúng rồi, xôi. Đúng rồi, xôi. Xôi.
Xôi, má xí nở ra cho khoai tây nè, xôi. Đấy. Ừ, xôi. Người Việt Nam về Việt Nam ăn Tết 3 tuần, còn người nước ngoài về Việt Nam ăn Tết 5 tuần. À, ngon quá. Dừng Út, cho gì dì Út ở lại. À, đi về trước. Còn Dừng Út ở lại ăn Tết cho nó lâu. Ăn lâu không? Ăn món ăn lâu không? Thật ra Dừng Út ngày xưa làm việc ở Việt Nam tới 5 năm rồi. Cho nên bạn bè đều có nhiều đầy đủ. Về giờ đó là chơi lâu lâu, cũng như lâu lâu quay lại quê hương thứ hai vậy thôi. Ở năm năm cũng lâu lắm anh mày ha. Đấy rồi. Cứ đi coi. Cái bà bỏ một chút. Nằm một chút. Đói chút. Đấy rồi. Ba khoai tây nói về được có 3 tuần thôi. Tại ba khoai tây thất phép à. Dưỡng Út thì Dưỡng Út làm việc từ xa được, tại vì nghề của Dưỡng Út là IT mà. Còn dì Út cũng IT nhưng mà xin làm từ xa, xếp không cho. Còn bản chất công việc của Dưỡng Út là làm tại nhà luôn, không có đi đâu hết. Cho nên là ở đâu cũng được, hay nghĩa là hoàn thành công việc là được. Có mặt là làm giàu giờ hành chính ở trên máy tính là được. Tính ra làm nghề IT cũng tiện hơn. Cứ nghĩ là tháng năm này sẽ được đoàn tụ đầy đủ gia đình. Nhưng mà đồng một cái tháng 10 nhà thật đi du học. Vậy là nhà thật không có về. Gia đình vẫn còn thiếu một người. Ăn hết đó. Đây là xôi của con, là xôi. Nãy giờ này ở đây con ăn cũng khá xôi nhiều xôi. Ờ xôi á con, xôi. Thịt gà lắm, con ăn đi. Cái bây giờ khoai tây lớn rồi, ông bà cô chú bây giờ là hả không thích cái gì là la khóc ầm ĩ. Phải làm theo ý khoai tây tây rồi nó mới vui kiểu như vậy á. Tự nhiên cái nhìn khoai tây nhớ lại ngày xưa lúc khoai tây còn ẩm ngửa, đâu có chính kiến gì đâu. Làm cái gì đó là nước. Cô uống nước không? Nước. Giỏi. Tới giờ cho bú, tới giờ cho ngủ vậy thôi. Rồi ha, thì về thay bỉm. Không có cái nhu cầu gì nhiều hết. Thấy nó sướng. Lúc đó mình nghĩ là ôi sao nó khổ dữ không? Ở đâu cũng na cục. Mong cho nó lớn, nó chạy nhảy để mình đỡ na. Thì khi mà nó lớn á thì nó có chính kiến riêng của nó, bắt đầu ha. Không làm đúng ý nó thì nó la nó hét. mà hiện tại là chưa biết nói cho nên là không biết nó muốn cái gì. Nói thì nó cũng không có hiểu hết nữa. Khó dạy. Bởi vậy. Nhớ cái thời khoai tây còn ẩm ngửa quá đi. Khoai tây không có ý kiến cái còi gì hết, nó muốn làm gì làm không có. Bây giờ khổ quá đi. Hãy một chút là khóc, hãy một chút là nhõng nhẽo. Thám. Rất vui á ông bà của chú. Cái lúc nó nằm ở trong bụng á thì mong nó ra ngoài, tại vì bụng bự quá không có ngủ được. Nói chừng cái nó ra ngoài thì mình cũng không có ngủ được, tại cho nó bú cả đêm. Thì mong cho nó lớn, cho nó khỏi bú đêm á, thì bắt đầu nó la nó hét. Nó không biết đi thì mong cho nó biết đi. Cái nó bước đi, bước đầu tiên nó mừng gần chết. Mà tới chừng khi mình nó biết đi rồi, bởi rồi nó đi nó phá là bắt. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đứng lại đó cho tao. Dạ không.
Nhức đầu. À, cũng muốn ăn gà. Ừ, giỏi. Má lấy gà ra cho con nè. Gà. Mấy miếng gà nè. Kêu hồi nãy ăn thì em chịu ăn không? Cái để em hồi cái tự ăn. Tự ăn là thấy ngon, bắt đầu đòi. Đã không? Gà ngon lắm bà cô chú. Ướp đậm đà nha. Gà thích ăn này đó. Quá trời gà cho khoai tây ha. Tập ăn đi, tập ăn thịt đi con ha. Dại lắm á. Ăn quá trời. Đi xuống nhé. Nee, eine heute. Und du kannst ja ein bisschen. Nee, noch zu viel. Wie? Wie? Ba ăn nhiều quá. Nhiều quá. Sehr gut, ha? Ja. Der Reis, die Reispanade ist ja dick, das macht auch satt. Das ist ganz schön. Ich bin groß. Ja. Das würde auch mein Vater essen, glaube ich. Das würde auch mein Vater essen. Sicher? Ja. Die Soße ist nicht zu scharf. Das ist nicht scharf. Ein bisschen süßlich, fruchtig. Ich glaube, das würde ihm schmecken. Nicht mal, ha. Kann ich diese Opa haben? Kannst du Ostern machen. Da in deine Tante. Osten in deine Stimmt, wenn ich keinen Urlaub nehme, ich habe ja nicht viel Urlaub. Dann müssen wir Karfreitag mit dem Zug fahren und am Ostermontag wieder zurück, das heißt. Und das sind wieder. Aber dann Samstag können wir kochen. Ja. Sonntag zu meiner Tante und dann Montag wieder zurück. Ja. So ist das. Gà. Gà đúng rồi. Mama ấy gì ấy cho nó mềm ra cho nhỏ nhỏ lại con dễ ăn ha. Gà. Chua chá. Chua chá. Okay, so kannst du deine Tante schreiben? Das ist aber nicht jetzt, das Wetter. Koche ich die so in Mitwinken. Ha? Einfach mitbringen. Nein, Samstag. Da sind wir nirgendwo. Da sind wir bei meinem Vater und. Bà qua đây thích cho nên là đề nghị lần tới cho em nhà ông nội nấu. Nấu món này cho mọi người ăn. Aber viel nach. Đây nè, má đút gà cho con. Yeah. Wow, ngon không con? Trái, con ăn chút. What? Fish kachofen, miss chicken. Con ăn chút, sure.
Pastor, ¿qué te pensó? ¿Por qué te hiciste en San Juan? Auf seine vier deutsche Enten gibt es alles Essen. Warum? Was ist das? Da. Hat. Jam. Selber. Die ist doch eigentlich alles. Wenn es nicht extra Babybrei ist. Nein. Die ist Brötchen, die ist aber auch Fleisch, die ist. Mit Sojasauce mag sie noch nicht so gerne. Kleine Schwester. Ich glaube. Ist eigentlich alles, glaube ich. Ich glaube, vielleicht diese Jen und Danielas. Da. Da musstest du sowieso Versand bezahlen. Also. Und dann das Buch war dann eh kostenfrei. Ja. Nee, das habe ich immer nur, so, um über die 39 Euro zu kommen, habe ich dann zieht. Stelle ich dann immer so ein Buch mit, was ich auch lesen würde. Hôm nay ba cô Tây nó ăn gọng xương đó. Tay dính dầu mỡ thì bắt đầu chùi vào xong nó lấy tay ra rửa. Jetzt nur noch halb fertig, aber immer noch fertig. Ist noch fertig. Was? Fertig für ich. Nửa cái đùi gà mà cô chú. Sao mà half a schenken. Ja, wir haben kaum was gegessen, ein bisschen Brötchen. Ja. Und Brötchen war viel, aber Fleisch ist besser. Danke. Obst. Ja. Không có ăn rau, nhưng mà thôi ăn trái cây cũng được. Früher hat sie mal gerne, wenn ich gegessen habe, den Finger einfach so reingesteckt in den Mund. Cái tay nè, đút cái này cho ba đi. Đút cái này cho ba. Vậy kết thúc. Hai ông bà cô chú phải tay hiểu hay kịp được kết thúc cái là bài liền. Nói thôi ăn đi là sao hết. Tại má phải tay hay kêu là bữa cơm của gia đình phải tay đến đây đã kết thúc á. Tại nghe đó là hiểu là bye bye liền. Ăn hết cá. Bốn cái đùi gà ăn còn một cái rưỡi. Tại một cái phần đùi gà như là nó bự quá này. Mỗi người một cái phần đùi gà như là đủ một bữa không? Bữa cơm của gia đình nhà. Hấp cơm. Wow. Thì mẹ nó nấu canh khác cho con ăn hết nha, canh ngon ngọt. Bữa cơm tối của gia đình hôm nay đã kết thúc rồi đó mà cô chú ơi. Xin hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Bye bye. Khoai Tây vòng tay lại ảm bà cô chú nè. Vòng tay lại, con vòng tay lại làm sao? Giỏi, vỗ tay. Mì gió, con mì gió bà cô chú nè, mì gió nè. Mì gió với Khoai Tây. Bye bye, và hẹn gặp lại. Bye, hẹn gặp lại. Khoai Tây bye bye. Bye bye. Khoai Tây giơ tay lên bye bye má coi nè. Bye bye.